kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giai đoạn Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đứng đây là thuộc xã Long Phước, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Thì hôm nay em có một cái sản phẩm là một căn nhà, nhà cấp 4 nhưng mà thiết kế rất chi là hiện đại quý anh chị ha. Đó. Đây là cái sân của mình nha quý anh chị. Thì cái sân này là mình rộng là mình để được tới 3 đến 4 chiếc ô tô quý anh chị ha. Đó. Ngang 7, sâu là 26, mặt tiền đường rộng 8m, đối diện là sân bóng của xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đây nha quý anh chị. À, đây là sân bóng nè quý anh chị ha. À, anh chị thấy không, cực kỳ thông thoáng và mát mẻ luôn quý anh chị ha. À, thì cái khu vực này á, là cách cái đường Hương Lộ 2 khoảng độ tầm 200m thôi nha quý anh chị. À, đây là cái sân bóng nè. Thì cái khu vực sân bóng này là chiều lại là bắt đầu là anh em ra đây đá bóng rất là nhiều quý anh chị ha. Đó, chiều buổi sáng nha quý anh chị. Đó, chứ còn hiện tại là em đang quay là vào buổi trưa nên là không có ai đá quý anh chị ha. Đó, đây anh chị ha, căn nhà này. Đó, anh thấy cái tường rào như thế này là anh chị biết là cái nhà nó như thế nào rồi ha. Đó, nhìn rất là đẹp và phong cách nha quý anh chị. Đó, để em quay vào trong cho quý anh chị xem ha. Ngang 7, sâu 26, có 60m thổ cư. Đó, có 60m thổ cư sẵn rồi. Đó, thì cái nhà chủ thiết kế là rất chi là thông thoáng và hiện đại nha quý anh chị. Đó, đây cái nhà nè. Đó, thì hai bên là để hai lối thoát hiểm. Đó, nên là cực kỳ là thông thoáng quý anh chị ha. Đó, nhà mình là hướng Tây nha quý anh chị. Đó, nhà mình là hướng Tây. Riêng cái sân này là để được 4 xe ô tô quý anh chị ha. Đó, 4 xe ô tô, 4 đến 5 chiếc ô tô nha quý anh chị. Đây phía bên cạnh nè. Phía bên này là cũng là đi luôn ra phía sau luôn và có cái cửa đi vô luôn quý anh chị ha. Đó, thì chút nữa em sẽ quay vô nhà xong rồi em quay ra cái đường này cho quý anh chị xem ha. Đó. Đây là cái hiên nè. Đó, máy hiền này quý anh chị ha. Đó, đây là phòng khách. Thì cái nhà mình là chủ là mới tính ra là mới xây luôn, ở đâu được 2-3 bữa thôi, tầm tháng 2 tháng thôi quý anh chị ha, chứ không có ở nhiều nha quý anh chị. Nhưng mà nay là kẹt tiền, nói chung là kẹt tiền, kẹt ngân hàng nên là cần bán nha quý anh chị. Đó, cần thanh lý gấp. Đó, em báo giá luôn. Đó, là 1,850 nha quý anh chị. Thì giá này còn thương lượng còn bớt nhẹ ha. Nhà mình là có một phòng khách, hai phòng ngủ, một toilet, bếp đầy đủ quý anh chị ha. Đó, thì đây cái phòng ngủ đây nha quý anh chị. Đó, còn cái phía bên tay phải của mình là cái đường luồn ha. Đó, đây phòng, hai phòng ngủ luôn, máy lạnh các thứ đầy đủ quý anh chị ha. Đó, đây xuống phòng bếp, phòng ăn, toilet. À, đây à, anh chị thấy không, rất chi là đẹp nha quý anh chị. Ốp kiến màu trong tường luôn, cái phần bếp nhìn cái bếp rất chi là sạch sẽ và hiện đại quý anh chị ha. À, đây là toilet nè. Toilet thì chủ cũng dán gạch ốp hết trên tường nhà luôn quý anh chị ha, nên là anh chị an tâm ha. À, còn cái phía bên đây là cái cửa để mà mở ra để đi ra ngoài nha quý anh chị. Đó, đi ra cái đường luồn, ví dụ như anh chị nấu ăn, anh chị có thể mở cái cửa này ra cho cái nhà nó thông thoáng, nó không bị bí và không bị hơi dầu trong cái nhà quý anh chị ha, không bị cái mùi nấu nướng đồ ăn trong nhà nha quý anh chị. Đó, đây nè, đây là đi thẳng cái đường luồn, đi thẳng ra phía trước luôn quý anh chị thấy không. Đó, còn đây là phòng ăn. Đó, thì anh chị có thể là về mình để thêm cái kệ hay là cái bàn gì chỗ đây cũng được quý anh chị. Đó, nhà này nhìn rất chi là đẹp ha. Đó, sang trọng hiện đại như thế này mà giá chỉ có là 1,850 thôi là anh chị đã sở hữu ngay một căn nhà rồi. Đó, và cái này là đất mình đã thổ cư sẵn nha quý anh chị. Đó, nên là quý anh chị an tâm ha. Đó, phía trước này có cái cửa mở sổ mở ở đây cực kỳ thông thoáng luôn. Đây đi ra phía trước, thì phía trước chủ cũng có thể chủ cũng có là để cái khoảng
không gian mà mình có thể trồng cây, trồng rau hoặc là trồng kiểng phía bên này nha quý anh chị. Đây anh chạy thăm chủ nhà rất chi là kỹ, tại vì cái này là anh xây để mà anh ở quý anh chị ha. Còn đây là cái những cái hình ảnh mà chiều lại nói chung là đá banh đây nha quý anh chị. Anh chị nào mà thích thể thao á thì coi như là cái nhà này là quá tuyệt vời luôn. Là mình đi làm về mệt mỏi là buổi sáng mình ra mình chạy vòng, rồi chiều mình ra mình đá banh với anh em ha. Đây đây đi ra đường hiện tại mà mình đường bê tông nhưng mà rộng 8 m, thì cái đường này là em nghe đâu là chuẩn bị làm nhựa lại nha quý anh chị. Nhà mình đây quý anh chị ha. Nhà mình rất là đẹp nha quý anh chị. Bên này là hai bên là hòn xóm đầy đủ hết. Kín hết luôn quý anh chị ha. Khu này là khu dân cư đông đúc cho quý anh chị. Đây ra đây là bắt đầu cái đường nhựa này rộng là hơn 20 mét rồi quý anh chị ha. Cái con đường nhựa này rất là rộng nha quý anh chị. Thì từ đây đi ra Hương lộ 2 chưa tới 200 mét là tới Hương lộ 2 rồi. Thì em nói cái đường Hương lộ 2 này á là anh chị quẹo trái là anh chị đi về chợ Hòa Long khoảng độ tầm 2 km nha quý anh chị. Rồi cách thành phố Bà Rịa, đâu đó khoảng độ tầm 5 đến 7 cây số thôi quý anh chị ha. Còn anh chị quẹo phải là về ngã ba Cô Đơn, về Suối Nghệ, Nghĩa Thành, về Châu Đức, Ngãi Giao. Đây hướng này là về thành phố Bà Rịa nè. Còn quẹo phải là về Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, ngã ba Cô Đơn, về đường dẫn cao tốc quý anh chị ha. Đây là cái bản test nha quý anh chị. Thì tờ số 13 thửa 59, diện tích là 179,7 m², xã Long Phước, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đến này là sổ riêng và đã có 60 mét thổ cư rồi quý anh chị ha, sang tên công chứng một nút nhạc nha quý anh chị. Rồi, anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ cho em ha. Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Rồi. Đây là cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình. Mình là mặt tiền là sân bóng phong phú nha quý anh chị. Sát đường Hương lộ 2 luôn. Rồi cách cái đường quốc lộ 556 là khoảng độ tầm 1 km thôi quý anh chị ha. Là đã đến quốc lộ 56 rồi. Thì cái đường quốc lộ 56 là kết nối ra đường dẫn cao tốc nha quý anh chị. Rồi một hướng đi về Châu Đức. Về Châu Đức, về Ngãi Giao quý anh chị ha. Nằm trong khu dân cư đông đúc nha quý anh chị. Rồi anh chị nào mà thích cái sản phẩm này thì liên hệ ngay cho em để mà sở hữu một cái sản phẩm mà nguyên một căn nhà luôn mà anh chị dọn vào ở ngay quý anh chị ha, không cần đầu tư thêm gì nha quý anh chị.